Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ nổi lên vào năm 2018 với meme uống máu lờ để nhập hội, cùng với video về một tín đồ ngây ngô nhưng mà trông rất là suy. Thế nhưng mà cái Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là một dị giáo, bắt tín đồ làm những hành động ngược lại với đạo đức và văn hóa truyền thống, như là không được thờ ông bà tổ tiên, lời cha mẹ nói là lời ma quỷ nói. Nghe thì có vẻ tệ, nhưng mà thật sự mà nói thì nó chưa là gì cả. Nếu mà so với những cái dị giáo khác có cùng nguồn gốc từ Hàn Quốc, bộ phim tài liệu In the Name of God, A Holy Betrayal kể lại 4 dị giáo chấn động Hàn Quốc. Và bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu tại sao dị giáo lại có nhiều tín đồ cuồng nhiệt đến thế và sự ghê tởm đằng sau những kẻ tự nhận là Chúa. Vụ án đầu tiên, giáo hội JMS với giáo chủ là Châu Miếng Xốp, kẻ tự nhận là đấng Messiah hay còn gọi là đấng cứu thế. Nhưng sâu bên trong, hắn là một kẻ đồi bại với ham muốn quan hệ với 1000 cô gái. Xốp sinh năm 1945 và hắn tự nhận đấy là thời điểm mà Chúa cứu thế được sinh ra theo lời tiên tri. Hắn là một kẻ thông minh và kiên nhẫn. Hắn đã dành thời gian đọc 2000 lần kinh thánh và tìm cách diễn giải kinh thánh như thể tất cả đều là phép ẩn dụ, rồi lên kế hoạch cho tương lai. Đến năm 1980, giáo hội JMS được thành lập, chính là viết tắt của Châu Miếng Xốp. Mục tiêu ban đầu là sinh viên các trường đại học nổi tiếng trong khu vực. Với những lời giải thích khoa học về kinh thánh cùng với cả tài nói ra những điều mà người khác muốn nghe, Châu Miếng Xốp thu hút được nhiều sinh viên, thành phần tri thức nhưng mà lại dễ bị dụ dỗ. Giáo hội bắt đầu nhanh chóng phát triển, lợi dụng tình hình Hàn Quốc đang bất ổn, Châu Miếng Xốp đi truyền giáo giống như thể đang đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chính trị. Thêm vào đó, hắn bắt đầu tạo ra những trải nghiệm thần bí như là đoán đúng thứ tự kết quả tranh cử tổng thống, cầu nguyện khiến cho tuyết rơi, cầu nguyện chữa những bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ đã trả về, hay là nắn xương chữa bệnh. Những điều này khiến JMS càng trở nên phổ biến, bởi vì ai cũng muốn khỏe mạnh và sợ chết. JMS còn thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khóa, quảng cáo cho chùm cuối, chùm Faker, chùm Sticker, chùm Lego. Tại sao lại trên quảng cáo của chúng mình vào trong chỗ dị giáo thế này? Không! Nhưng mà link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Ban đầu Xốp yêu cầu các tín đồ bán đồ vặt quyên góp cho giáo hội, nhưng mà như thế là cũng quá thừa để cho ông ta một cuộc sống giàu có. Đầu những năm 90, rất nhiều phụ nữ gia nhập JMS. Mỗi khi có một cô gái trên 1m7 xinh đẹp vào hội, Xốp đều gọi đến gặp riêng. Tất nhiên là không gặp riêng để mà chơi ô ăn quan rồi. Hắn nhân danh Chúa bắt các nạn nhân giữ bí mật, mà còn nói ra thì các tín đồ khác cũng không tin. Thậm chí có những tín đồ là người tình của ông ta đã thuyết phục nạn nhân chấp nhận Xốp ban phước trong quần họ, giúp cơ thể của họ khỏe mạnh. Ở bên ngoài, Xốp coi tình dục là tội lỗi, nhưng mà hắn là đấng, là Adam hoàn hảo, cho nên tình dục với hắn thì lại là thể hiện tình yêu với Chúa. Xốp đã xây dựng một hậu cung ở quê nhà, nơi mà hắn sung sướng hưởng lạc, tụ tập các tín đồ nữ để có thể làm tình bất cứ lúc nào. Các nạn nhân chỉ phát hiện ra mình bị hại khi biết mình bị ung thư cổ tử cung, mặc dù là giáo chủ ban phước cho mình liên tục. Nhưng mọi chuyện đến năm 1999 mới dần lộ ra. Lúc đó một nữ tín đồ nhận ra bản chất của JMS và muốn rời hội, nhưng mà người của JMS uy hiếp cô ta quay lại, thậm chí dùng đến cả bạo lực để mang cô quay về. Vụ việc này bị cảnh sát phát hiện và bản chất của Xốp bị đưa ra ngoài ánh sáng. Khi bản tin của Xốp lên sóng, Kim Do Hyung, một giáo sư, đã đứng lên tạo một trang web tên là Exodus để điều tra Xốp, gắn kết nhiều cựu tín đồ cùng nhau chống lại ông ta. Nhưng mà Xốp lúc đó đã chạy trốn sang Trung Quốc với lý do phải đi truyền đạo cứu rỗi thế giới. Hắn tiếp tục cuộc sống xa hoa trụy lạc, hắn lại bồn cũ soạn lại, xâm nhập các trường đại học, mở rộng giáo phái, tiếp tục xâm hại cả trăm nữ sinh tại đây, làm rúng động xã hội Đài Loan bấy giờ. Cho đến một ngày, Xốp bị hết trang hộ chiếu nên lại phải đến đại sứ quán Hàn Quốc xin thêm. Do từng phạm tội trong nước, Xốp đã tặng quà để bôi trơn ở đại sứ quán, nhưng mà giá trị quà lại quá lớn, khiến nhân viên nghi ngờ và kiểm tra. Thế là hộ chiếu của hắn bị tịch thu, nhưng mà Xốp lại kịp thời chạy trốn. Trong lúc đó tại Hàn Quốc, khi đài truyền hình đưa tin vạch tội Xốp thì bị các tín đồ đến biểu tình, thậm chí có người còn muốn đánh bom liều chết để ngăn cản nhà đài đưa tin. Năm 2003, trong thời gian mà Xốp chạy trốn ở Hồng Kông, hắn vẫn liên tục gọi cho những tín đồ xinh đẹp ở Hàn, dụ dỗ họ sang Trung Quốc để làm tình. Có một cặp chị em đã sập bẫy như thế và họ đã quay về báo cho Kim Do Hyung. Đến tháng 6, Kim Do Hyung nhận thông tin sắp có tín đồ sang Trung Quốc. Ông cùng các thành viên của Exodus lập tức theo dõi, tìm ra được vị trí của Châu Miếng Xốp. Cảnh sát ập đến bắt hắn ngay hôm sau, cứ tưởng rằng là tên giáo chủ phải đối mặt với pháp luật, nhưng mà hắn lại nộp 100.000 đô bảo lãnh và lại được thả ra sau cái lần suýt vào tù. Châu Miếng Xốp kích động các tín đồ tấn công Kim Do Hyung và người thân, mà đội ngũ công tố viên Hàn Quốc thì lại có người của JMS, nên là thông tin cá nhân của Kim Do Hyung bị lộ. Hậu quả là bố của ông bị đánh đến liệt nửa mặt. Về sau cụ mới chia sẻ rằng là cụ cảm thấy may mắn vì người bị hành hung là cụ chứ không phải là con trai. Đến năm 2006, Châu Miếng Xốp lúc đó lẩn trốn tại Hồng Kông, hắn bắt các tín đồ ở Hàn Quốc phải chụp ảnh trích chi gửi sang. Đấy là cách mà hắn chọn con mồi để dụ sang Hồng Kông. Và cái việc này bị một nhân viên văn phòng liên lạc của Xốp phát hiện ra. Vào cái ngày mà văn phòng giải thể, anh ta ăn cắp ổ cứng và công khai tất cả lên mạng để cảnh tỉnh nạn nhân. Báo chí gọi đó là hồ sơ X Hồng Kông. Lần này Xốp chạy trốn về một vùng quê của Trung Quốc, xây dựng một biệt thự khổng lồ và càng lún sâu vào thú vui tình dục biến thái của hắn. Năm 2007, cảnh sát Trung Quốc tiến hành bắt giữ Xốp. Lần này thì hắn không có đường thoát. Chưa cứu thế hiện nguyên hình là một kẻ hèn nhát, phủ nhận tất cả những hành vi hay địa vị của bản thân. Thậm chí hắn còn giả điên và tỏ ra đáng thương. Năm 2008,
Sok bị giải về Hàn Quốc và đối mặt với hàng loạt cáo trạng cũ. Phó giáo chủ của JMS tìm mọi cách để hắn được tranh án, thuê luật sư này, mua chuộc nạn nhân này, nói chung là tất cả những gì có thể trong khả năng. Nhưng mà Sok thì vẫn khăng khăng phủ nhận mọi thứ, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin công tố viên thả hắn ra. Và cái thái độ hèn nhát này khiến cho nhiều tín đồ thất vọng, trong đó có cả vị phó giáo chủ. Có kẻ còn thất vọng đến mức tự sát. Và lần này thì công lý được thực thi một chút, Sok nhận án 10 năm tù. Người ta nghĩ rằng ông ta sẽ chết trong tù, hoặc là JMS sẽ tự tan rã khi không có giáo chủ. Nhưng mà không, Sok tuyên bố rằng hắn đi tù là vì gánh vác tội lỗi của nhân loại, và hắn sẽ đem tình yêu cảm hóa nhà tù. Các tín đồ lại có niềm tin, coi những kẻ tố cáo Sok là phản bội Chúa. Trong thời gian hắn ngồi tù, JMS vẫn tiếp tục kết nạp các nữ tín đồ xinh đẹp và cũng bắt họ chụp ảnh trích chi gửi vào cho Sok. Người được chọn sẽ được đi thăm tù, được đến chung cư gần đó nhìn giáo chủ hoạt động trong tù. Và đến năm 2018, Sok ra tù ở tuổi 73. Dù hắn phải đeo xích điện tử thêm 7 năm nữa, nhưng mà con quỷ này đã quay về xã hội. Hắn lại về quê nhà, tiếp tục làm đấng cứu thế, sống một cuộc sống giàu có và tiếp tục làm điều tệ hại với tín đồ nữ. Lần này thì một cô gái thu âm lại là bằng chứng. Và năm 2022, tín đồ đó ra mặt họp báo để tố cáo tội ác của Sok. Sự dũng cảm của cô đã tiếp động lực cho nạn nhân khác lên tiếng. Vào mùng 4 tháng 10 năm 2022, tòa án ra lệnh bắt giữ Sok. Và có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời tên biến thái này. Vụ án thứ 2, năm đại dương, Chúa và 32 thi thể. Năm 1987, một vụ tự sát tập thể được phát hiện ở công ty Năm Đại Dương. 32 thi thể được phát hiện trên mái nhà công xưởng. Họ được cho là tự sát sau khi thực hiện nghi lễ gì đó với giáo chủ là Park Sun-ja. Nhưng sự thật thì không hề như vậy. Năm 1986, công ty mỹ nghệ Năm Đại Dương được thành lập. Công ty này đạt được giải thưởng lớn trong cuộc thi mỹ nghệ quốc gia, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc. Giám đốc công ty là Park Sun-ja, một phụ nữ chân chất thích làm từ thiện. Công ty Năm Đại Dương đối xử với các công nhân rất tốt, thậm chí lại còn nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Chồng của Sun-ja cũng thuộc giai cấp lãnh đạo trong xã hội, thế nên uy tín của bà ta thì cao khỏi bàn. Park Sun-ja bắt đầu đi vay tư nhân với lãi suất cực cao, tận 40%. Người ta dĩ nhiên là cho vay rồi, thậm chí là người ta còn đi vay khắp nơi để mà dúi tiền vào tay bà Park với mộng tưởng là ăn lãi cao. Vậy sự thật đằng sau công ty này là gì? Nhân viên của Năm Đại Dương không hề phải làm việc. Thành phẩm của công ty thực chất là nhập từ nơi khác về bầy. Những đứa trẻ mồ côi thực chất là con các chủ nợ, được Park Sun-ja thuyết phục để chăm hộ. Bà ta còn cố gắng cắt đứt mối quan hệ của chúng với cha mẹ ruột. Park Sun-ja tự nhận là chúa, các công nhân là tín đồ, thì ăn ở ngay tại công ty, nhưng mà không được phép nói chuyện với nhau, kể cả vợ chồng. Công ty sẽ có thời gian để mà nhân viên ăn năn, nghĩa là xưng tội, rồi bị tất cả xuống vào đánh. Đấy là gột rửa tội ác. Sun-ja tẩy não các tín đồ trẻ để họ lấy tiền người thân đưa cho bà ta với tư cách là cho vay nợ. Trước vụ tự sát 13 ngày, các chủ nợ chưa nhận được tiền lãi đến đòi và bị hành hung, ép ký vào giấy từ bỏ khiếu nại. Sau đó chủ nợ đã tố giác nhà máy này. Park Sun-ja đã phải trình diện cảnh sát. Giữa buổi thẩm vấn thì bà ta ngất xỉu và được con trai bế đi bệnh viện. Đó cũng là lúc mà bà ta biến mất cùng các tín đồ. Cảnh sát vào cuộc điều tra toàn bộ các chủ nợ thì mới phát hiện ra là công ty Nam Đại Dương đã nợ đến 10 tỷ won. Mánh khóe của bà ta là liên tục vay tiền để trả lãi, nhưng có lẽ thời điểm đó thì không gánh được nữa. Một tín đồ đã báo cảnh sát chỗ trốn của họ, và đó là lúc mà vụ tự sát tập thể được phát hiện ra. Cảnh sát kết luận là Park Sun-ja ra lệnh phó quản lý siết cổ 31 người, với bà ta là người đầu tiên, sau đó thì tự sát. Nguyên nhân của vụ việc là do nợ nần. Đến năm 1988, vụ án Nam Đại Dương được lật lại do có nhiều điểm nghi vấn. Đầu tiên là vết siết cổ của phó quản lý lại quấn đủ một vòng, với người treo cổ thì sẽ không như thế. Hai là một người không thể tự tay siết cổ 31 người trong một ngày. Nếu mà như thế được thì tay anh ta phải để lại dấu vết. Đằng này thì lại không có gì cả. Và ba, giáo chủ Sun-ja là người ra đi đầu tiên. Thường thì mấy tên này sẽ phải hèn nhát chạy trốn hoặc là chết cuối. Thậm chí thi thể bà ta có dấu vết chống cự và phần đầu thì bị xuất huyết dưới da, nghĩa là bà ta đã bị đánh. Liệu rằng có thế lực thứ ba đã ra tay sát hại 31 người? Nhưng mà nếu như thế thì tại sao các tín đồ lại im lặng nhìn giáo chủ bị sát hại? Có giả thuyết rằng tất cả đã bị xử ở nơi khác rồi chuyển đến, vì chân nhà thì không đủ dày để mà hành động mạnh trên đó. Nhưng mà việc di chuyển các thi thể lên xuống cũng không hề dễ dàng, lại còn có thể làm cho quần áo bị rách và bẩn. Mọi giả thuyết đưa ra đều không hợp lý. Và lúc này thì manh mối mới được phát hiện ở trần nhà. Nhân viên khám nghiệm tìm ra mẩu giấy bị xé. Hãy im miệng, ngày ấy đã bất tỉnh rồi. Từ 4 giờ trước, 5 người đã đi. Hãy giữ mồm giữ miệng, tôi đã lên kế hoạch rồi. Hãy chịu đựng dưới sự hướng dẫn của thần linh. Nhưng mà nhiều đó vẫn chưa đủ để phá án. Cảnh sát bây giờ mới chuyển hướng sang 10 tỷ won mất tích. Kẻ nào đang nắm giữ số tiền đó? Người duy nhất có thể biết chỉ có quản lý No Sun-ho, người theo dõi sổ sách của công ty. Nhưng mà tay này thì đã biến mất. Đến năm 1991, 6 người ra đầu thú rằng đã hại chết No Sun-ho. Nhưng mà 6 người này có dấu hiệu bị ép để nói Sun-ja ra lệnh cho họ làm vậy, khiến cho các điều tra viên lại càng nghi ngờ về thế lực thứ ba. Khi lật lại các bằng chứng, cảnh sát phát hiện hiện trường có tờ giấy ghi Samgu cũng đang gặp khó khăn, mà đồ đạc ở Nam Đại Dương thì đều là của công ty Samgu.
Lúc này sự thật đã hé lộ, CEO của Samgu, Yoo Byung-un mới là giáo chủ thực sự. Giáo chủ này đã tiếp cận Samgu sắp phá sản với kế hoạch để các tín đồ kiếm tiền từ nhiều mảng khác nhau. Park Sun-cha đảm nhiệm mảng đi vay tư nhân, sau đó chuyển tiền cho Byung-un qua thư ký cá nhân. Vụ việc bị lộ khi các công tố viên kiểm tra xét vào tài khoản ngân hàng của họ. Ông ta lúc này đổ tội cho thư ký. Thời điểm đó thì tòa không đủ chứng cứ chứng minh Yoo Byung-un liên quan đến vụ án Nam Đại Dương nên phán ông ta 4 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản. Còn vụ án Nam Đại Dương thì vẫn mãi là một bí ẩn. Có giả thuyết cho rằng Park Sun-cha đã cầu cứu giáo chủ khi mà không thể xoay để trả nợ và nhận được tờ giấy Samgu đang gặp khó khăn. Sự bỏ rơi của chúa có lẽ là nguyên nhân của vụ tự sát này. Năm 2014, Yoo Byung-un được phát hiện đã chết trên một ngọn đồi. Đấy là ác giả ác báo, hoặc ít nhất là người ta hy vọng thế. Vụ án thứ 3, khu vườn trẻ em, nữ giáo chủ Kim Ki-sun và vụ án nổi nhất mạng xã hội thời gian vừa qua. Kim Ki-sun ban đầu là một cô gái mồ côi, luôn nỗ lực để đạt được vinh quang và danh vọng. Cô ta là tín đồ cuồng nhiệt của cha xứ Lee, một cha xứ từng bị phốt nhảy khỏa thân với tín đồ, thế là đi tù. Kim Ki-sun coi bản thân là kẻ được cha xứ ủy thác, liền thâu tóm các tín đồ để hình thành giáo phái. Bà ta tự gọi là Agaya, một cô bé 3 tuổi. Vậy là năm 1982, khu vườn trẻ em được thành lập. Kim Ki-sun lừa mọi người rằng tận thế sắp tới và chỉ có tín đồ của bà mới được vào vương quốc ngàn năm, khu vườn trẻ em, thiên đường hay là bất cứ cái gì kiểu thế. Bà ta tạo học thuyết tình yêu cho nơi này. Vương quốc ngàn năm tạo từ tình yêu, để vào được nơi này thì phải yêu, mà chúa thì lại chính là tình yêu. Điều này khiến các tín đồ tin rằng đây là thiên đường và họ được sống mãi với người mình yêu thương. Đời người thì còn gì tuyệt vời hơn thế. Để phát triển thiên đường, Kim Ki-sun cũng yêu, nhưng mà là yêu cầu tín đồ phải đưa hết tài sản, sau đó thì phải đi lao động như nô lệ, bất kể thời gian, tiền kiếm được thì sẽ đem đi mua đất, và rồi lại chính tín đồ lại xây dựng cơ sở vật chất ở nơi đó. Thế là siêu tiết kiệm tiền. Để vào được vương quốc ngàn năm, các tín đồ phải chấp nhận bỏ đi lòng trắc ẩn, vật chất và dục vọng. Bỏ lòng trắc ẩn tức là rũ bỏ gia đình, cha mẹ không được nhận con cái gọi cha mẹ là ông bà. Tình yêu gia đình phải chuyển thành tình yêu với Chúa. Kim Ki-sun thích đánh đập nhưng bà ta cho người nhà đánh nhau trước, kể cả con cái đánh bố mẹ, và nói rằng như thế tội lỗi sẽ được giảm nhẹ. Thế nên là người bị thương rất nhiều nhưng mà không được đi bệnh viện mà phải tự cứu chữa bằng cách gì đó trông rất là giống xác hơi nhưng mà lại làm người ta bị bỏng. Bỏ dục vọng thì tức là không được yêu ai ngoài Chúa. Người nào phạm luật thì sẽ bị đánh và bị đối xử như nô lệ. Luật này tất nhiên là không áp dụng với cả Kim Ki-sun. Đêm nào bà ta cũng gọi trai trẻ đến phục vụ. Có vẻ như giáo chủ dị giáo nào cũng thế. Về vật chất, bà ta biến tất cả tín đồ thành nô lệ, ai cũng đều phải làm việc. Trẻ em thì không được đi học, phải giả làm mồ côi để bán đồ. Những đồng tiền đó thì lại được giáo chủ dùng để đưa con cái đi du học. Kim Ki-sun còn thành lập công ty băng đĩa Shinara, khiến cho bà ta ngày càng giàu có. Đến năm 1987, Kim Ki-sun càng giàu thì lại càng mất đi nhân tính, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của tín đồ nếu họ mắc tội. Cậu bé Choi Na-kwi, 5 tuổi, vì quá muốn gặp bố mẹ nên đã ị và bôi bẩn lên tường, la hét khi gặp Kim Ki-sun. Bà ta nói là cậu bé đã bị quỷ ám và ra lệnh cho các tín đồ đánh chết cậu trong chuồng lợn, trong đó có cả dì ruột của cậu bé. Cái chết của cậu bé được coi như sự tế thần để răn dạy các gia đình khác. Kim Ki-sun bắt mẹ cậu bé im lặng, ký xác nhận con trai đột tử vì bệnh tim và đưa đi hỏa táng. Có một lần con trai của Kim Ki-sun phạm luật, thích một tín đồ giúp việc trong nhà. Kim Ki-sun mới đổ lỗi cho tín đồ đó quyến rũ con bà và đánh chết cô gái đó. Và sau hàng loạt những vụ như thế thì một số tín đồ đã dần mất niềm tin. Nhưng phải đến tận 10 năm sau, bố của Choi Na-kwi mới đâm đơn kiện. Thế là năm 1996, cảnh sát ập tới khu vườn trẻ em, tìm thấy một số lượng tiền mặt khổng lồ, vây bắt được các tín đồ cực đoan, nhưng mà Kim Ki-sun thì đã trốn thoát. Bà ta biến mất trước sự nỗ lực tìm kiếm của phía cảnh sát. Trong thời gian đó, các tín đồ vẫn hết sức tin tưởng vào chúa của họ. Các tội danh của bà ta thì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, bởi vì các thi thể chưa được tìm thấy. Cố vấn của Kim Ki-sun thì liên hệ luật sư để bảo vệ bà ta. Chìa khóa để giải quyết vụ án là Yoon Bang-soo, người chôn cất các thi thể. Anh ta chỉ ra các vị trí chôn cất cho các công tố viên khai quật, nhưng mà đoán xem, lại chẳng có gì ở đó cả. Trong cái sự bế tắc của cảnh sát thì Kim Ki-sun bất ngờ ra đầu thú. Bà ta bị bắt tại chỗ vì nghi ngờ giết người và phi tang xác. Thế nhưng trong suốt quá trình thẩm vấn thì Kim Ki-sun lại phủ nhận mọi thứ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các tín đồ. Thậm chí bà ta không nhận việc mình là chúa của khu vườn trẻ em. Đến tháng 1 năm 1997, Yoon Bang-soo bất ngờ thay đổi lời khai, nói rằng là công tố viên ép anh ta đổ lỗi cho Kim Ki-sun. Nhiều năm sau đó, Yoon Bang-soo khai rằng đã nhận một mảnh đất từ giáo hội để thay đổi lời khai trước tòa. Bây giờ chỉ còn lại lời khai của mẹ Na-kwi. Ngay tại phiên tòa, mẹ của Na-kwi đã phủ nhận cái chết của con trai, bảo vệ cho Kim Ki-sun trước sự ngỡ ngàng của các công tố viên. Hóa ra là người của giáo hội đã đến gặp mẹ Na-kwi từ trước, thuyết phục, uy hiếp, mua chuộc hay làm gì đó. Dù sao thì mẹ của Na-kwi đã hối hận đến cuối đời. Kim Ki-sun đã nhận án 4 năm tù vì tội ngộ sát khi cố gắng dạy dỗ Na-kwi. Bà ta đã nộp phạt 5,6 tỷ won và quay lại khu vườn trẻ em sống đến bây giờ. Vụ án của Kim Ki-sun khiến tôi phải xem lại siêu nhân Gao. Ít ra thì ở đó có công lý. Và vụ án cuối cùng,
nhà thờ Man Min, giáo chủ Lee Jae-rock và các tín đồ Man Min nổi tiếng với vụ tấn công đài truyền hình MBC để ngăn chặn phát sóng chương trình vạch trần dị giáo này. Đầu tiên chúng ta hãy nói về Lee Jae-rock. Hắn ta sinh năm 1943, là một đứa trẻ thông minh. Cuộc sống của hắn bình thường cho đến khi bị lâm bệnh nặng suốt 7 năm, cho đến một ngày hắn trải nghiệm phép đặt tay, hiểu đơn giản là được cha xứ cầu nguyện. Sau đó thì Lee Jae-rock khỏi bệnh hoàn toàn. Hắn cho rằng mình đã nghe thấy giọng của Chúa, thế nên đã thành lập nên nhà thờ Man Min vào năm 1982. Ban đầu thì chả ai quan tâm cả, cho đến khi Lee Jae-rock tổ chức đại hội chữa lành là kiểu tụ hết lại cầu nguyện cho nhau. Lời Lee Jae-rock cầu nguyện thì bổ hơn thịt đường tăng, chữa cả què cụt và ung thư. Chính nhờ thế mà nhà thờ Man Min vượt thành giáo hội hàng đầu, thường xuyên tổ chức các show cầu nguyện chữa bệnh thực tế. Khi biết thông tin này, nhà đài MBC mới làm một phóng sự để vạch trần bộ mặt của Lee Jae-rock, một kẻ biến thái xâm hại nữ tín đồ, một con bạc dạy người khác cầu nguyện. Kiểu, Chúa ơi, con cần hàng nghìn tỷ won để cứu thế giới. Thế giới là thế giới casino. Đến ngày phát sóng, Lee Jae-rock đã kích động các tín đồ cùng nhau tụ tập tại nhà đài MBC tiến hành biểu tình phản đối phát sóng chương trình đó. Chúng thậm chí vượt qua an ninh để xâm nhập phòng điều khiển, cố gắng chuyển chương trình phát sóng sang thế giới động vật. Hành động này khiến Hội đồng Thiên Chúa Giáo Hàn Quốc chính thức coi ông ta là dị giáo. MBC cũng đâm đơn kiện và thắng về pháp lý. Lee Jae-rock thì thắng trong lòng người hâm mộ, nhà thờ Man Min còn phát triển hơn, thống nhất hơn. Các tín đồ tự hào vì chống lại MBC lại còn được nhiều người biết đến. Nhà thờ Man Min tổ chức rất là nhiều sự kiện, thậm chí còn chi 500 triệu won để tổ chức sinh nhật cho giáo chủ, trông hoành tráng hơn cả concert của DBSK. Lee Jae-rock còn sang cả Mỹ để giảng đạo, rồi lấy đó làm quảng bá cho giáo hội ở Hàn Quốc. Lee Jae-rock đắm chìm vào ảo tưởng, đến mức nói rằng cầu vồng là do ông ta tạo ra, chuồn chuồn đậu lên người do ông ta là Chúa, siêu bão tan ra là do ông ta cầu nguyện. Nghe cứ như kiểu vừa hút kịch bản vừa viết đá ấy. Đến năm 2017, nhà thờ Man Min tổ chức lễ hội tiệc của thần. Đấy là khi mà Chúa hạ trần với cả Lee Jae-rock. Lễ hội là để cho các tín đồ khen ngợi Lee Jae-rock giống Chúa, còn ông ta thì ngồi vỗ tay và cảm động. Không chỉ thế, Jae-rock còn thường xuyên tìm thấy mặt mình ở trên mặt trăng, trong những đám mây. Vậy thì câu hỏi là tiền đâu mà Lee Jae-rock lại làm được những trò đó? Nhà thờ Man Min có thuyết thiên đường 5 tầng, xếp từ thấp đến cao như này. Thiên đàng, nơi tín đồ sống ở cánh đồng cỏ. Thiên quốc 1, sống chung cư. Thiên quốc 2, sống nhà đất. Thiên quốc 3, sống lâu đài. Và Tân Jerusalem là cung điện. Thế làm sao để biết được mình ở đâu? Đây, thế là cái nhà thờ mới đưa ra một cái thứ gọi là giá trị lòng tin. Giá trị lòng tin càng cao thì được ở nơi càng tốt. Làm thế nào để tăng giá trị lòng tin? Tất nhiên là quyên góp cho nhà thờ. Lee Jae-rock đề ra cả nghìn hạng mục quyên góp, khuyến khích cha mẹ lấy tiền mừng tuổi con cái để gia tăng giá trị niềm tin. Nhiều tín đồ thậm chí còn chả có tiền trang trải cuộc sống, nhưng vẫn quyết định là phải đóng tiền để mà chiếm chỗ đẹp trên thiên đường. Sau mỗi buổi cầu nguyện, Lee Jae-rock mới lái xe qua các tín đồ để bắt tay họ, còn tài xế thì nhận phong bì ở cửa trước. Mọi cố gắng để gặp mặt ông ta đều phải trả tiền, thậm chí chụp ảnh chung phải tốn đến cả triệu. Nhà thờ Man Min còn kiếm tiền bằng cách bán đồ lưu niệm ảnh giáo chủ, quá đáng nhất là bán nước ngọt Muan, thứ nước được giáo chủ cầu nguyện nên chữa được bách bệnh, kể cả bệnh của máy móc. Lee Jae-rock nói rằng ốm là do phạm tội với Chúa, còn chết là do phạm tội đáng chết. Điều đó đồng nghĩa với việc tín đồ đi bệnh viện là do có hành vi sai trái. Các tín đồ vì thế không bao giờ đi chữa bệnh, thế nên là nhà thờ Man Min trở thành ổ bệnh lao, khiến nhiều tín đồ ra đi đáng tiếc. Cũng như các dị giáo khác, Lee Jae-rock cấm thông dâm vì đấy là do quỷ ám. Nhà thờ bắt đầu không cho nam nữ ngồi chung, thậm chí vợ chồng còn không được nói chuyện trực tiếp. Các tín đồ phải viết thư sám hối gửi cho nhà thờ nhiều đến mức mà Lee Jae-rock phải bật khóc trước tội lỗi của thế giới và bật cúc áo của tín đồ nữ để thanh tẩy họ. Còn tín đồ nam mà cảm thấy quá tội lỗi với Chúa thì đi thiến. Các vụ xâm hại tình dục dần bị hé lộ, nhưng mà các tín đồ khác thì không tin. Sau mỗi lần làm tình, Lee Jae-rock đều đưa tiền cho tín đồ, mà họ thì lại dành tiền đó để mà đóng cho nhà thờ, nâng giá trị niềm tin. Khi biết được cái điều này thì các tín đồ đổ lỗi cho các cô gái là vô đạo đức, còn Lee Jae-rock thì là bậc thánh linh, không được phán xét. Các công tố viên thì không thể làm gì vì không có chứng cứ, nhưng có sự việc xảy ra làm thay đổi tình thế. Một nữ tín đồ lộ ra file ghi âm cuộc nói chuyện với bạn về việc làm tình với giáo chủ và niềm tin mù quáng của cô ta. Một số tín đồ mới ngỡ ra bản chất biến thái của Lee Jae-rock. Hắn ta bấy giờ đã 70 tuổi mà vẫn xâm hại các thiếu nữ 20. Mùng 3 tháng 5 năm 2018, Lee Jae-rock bị bắt. Trong sự phẫn nộ phản đối của các tín đồ, hắn lãnh án 16 năm tù. Nhà thờ Man Min thì vẫn hoạt động như thường, vẫn mong chờ Chúa của họ quay lại. Trong khi đó thì Lee Jae-rock sống thoải mái trong tù. Và đó là 4 vụ án dị giáo được truyền tải qua 8 tập phim In the Name of God, A Holy Betrayal. Mọi người nghĩ thế nào về tội ác của những kẻ này? Liệu rằng hình phạt đó có xứng đáng hay không? Hãy comment ở phía dưới nhé. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.